Xin chào quý vị và các bạn. Thứ hai đầu tuần, thời tiết tại Bắc Bộ đã nhiều mây, âm u hơn so với hôm qua. Cùng với đó là nhiệt độ cao nhất trưa nay giảm từ 2 đến 3 độ, chỉ trong khoảng từ 31 đến 34 độ. Tuy nhiên, độ ẩm không khí lại cao trên 80%. Sự đối lập này khiến cho cảm giác oi bức, khó chịu gia tăng. Đây cũng là cảm giác thường thấy trước khi thời tiết thay đổi từ nắng nóng sang mưa dông. Cụ thể là do ảnh hưởng của hội tụ gió lên đến mực 5.000 m nên chiều tối nay đến ngày 24 tháng 8, ở Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác. Riêng khu vực vùng núi và Trung Du, cục bộ có mưa to đến rất to, tập trung vào đêm và sáng. Lượng mưa phổ biến là từ 100 đến 200mm cả đợt, có nơi trên 250mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi. Bà con đang sinh sống tại các khu vực này cũng cần hết sức lưu ý. Cùng chung xu thế thời tiết đó, từ sáng đến trưa chiều nay, thời tiết Hà Nội cũng nhiều mây âm u, nhiệt độ cao nhất trong khoảng là từ 33 đến 34 độ. Nằm ở khu vực đồng bằng và trung du nên khả năng phải đến tối thì mưa mới xuất hiện. Mưa lớn sẽ tập trung vào đêm và sáng sớm. Do có mưa nên nhiệt độ từ tối trở đi sẽ hạ dần và thời tiết mát mẻ, thấp nhất hôm nay trong khoảng là 27 độ. Trái ngược với thời tiết của miền Bắc, hôm nay Trung Bộ nắng vẫn trải dài từ sáng tới chiều. Nhiệt độ cao nhất tại thành phố biển Đà Nẵng trong khoảng là 36 độ. Thời điểm trưa chiều thì cảm giác oi nóng vẫn hiện hữu khá rõ. Đến chiều vào tối thì mức nhiệt hạ dần, thời tiết mát mẻ hơn khi đêm về, bởi nhiệt độ lúc này trong khoảng là 26 đến 27 độ. Tin vui là từ ngày 25 trở đi thì nắng nóng tại khu vực miền Trung sẽ giảm dần. Còn với thành phố Hồ Chí Minh của phía Nam đất nước, trưa chiều nay trời nắng nhẹ với mức nhiệt cao nhất là 33 đến 34 độ. Khả năng mưa trong ngày hôm nay lên tới mức là 90% do gió mùa Tây Nam có cường độ mạnh dần. Mưa sẽ xuất hiện từ sau 15 giờ chiều, người dân nơi đây cần lưu ý. Do có mưa nên tối và đêm vô cùng mát mẻ, chỉ trong khoảng là 26 độ. Khép lại bản tin sẽ là dự báo chi tiết nhiệt độ các thành phố trong chiều và tối nay. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin thời tiết tiếp theo.